tôi xin chào tất cả anh em. Hôm nay anh em có thấy tim có cái gì lạ thường hôm nay anh em thấy tim có cái gì lạ thường hay không? Đó, tất cả đều là màu xanh dương. Thì anh em hiểu clip hôm nay là làm cái gì rồi. Hôm nay tim quyết định sẽ thực hiện một cái cuộc chiến tất cả màu xanh dương. Bây giờ việc đầu tiên là sẽ đi kiếm những cái gì màu xanh dương đem về. Sau đó anh tim sẽ nghĩ ra trò chơi chơi cho anh em coi. À Đức, cái gì? Em có một món đồ màu xanh dương nè. Đâu? Ơi, đu. Giống em anh ơi. Cái gì xanh dương luôn nè. Chuyện gì nữa? Sao hôm nay không làm tiếp thử thách màu đen đi mà làm thử thách màu xanh vậy? Màu đen có sẵn rồi nè. Có mà mày có. Quên đi. Đáng rồi. Gì nữa? Tính ra tụi mình mang nhất màu đen luôn á. Bây giờ đi kiếm tất cả đồ màu xanh dương. Em hết ra đây. Lẹ quá. Đây, hay quá. Được. Được. Cái gì vậy? Màu xanh dương. Cái thảm đấy luôn hả? Oh shit. Qua lỡ cái da luôn nè. Ôi ngang đi. Giang nó giết lỡ cái da luôn. Trời ơi, cái vợ của tôi cũng lấy luôn. Cái xe lấy luôn đi. Xe lấy luôn. Xe của Giang có xe đâu hả? Tao thấy có nguyên con xanh dương kìa. Bây giờ thằng nào tên Nguyễn lên lấy đồ màu xanh đó. Ủa, lỡ nha. Gì? Ôi, đang nấu ăn mà cũng đội nón nữa. Bây giờ không cần nón rồi. Dạ. Ồ, không xì tay hết hết à. Chị lỡ ra cho con mượn cái nón đi. Rồi, mở con nón phải không? Dạ. Rồi, được, ok, mở đi. Đó, đi rồi. Lỡ ra, lỡ tốt rồi. Cho mượn luôn cái áo đi. Trời ơi, quần áo tao mặc rồi còn cái gì nữa đâu. Lỡ tốt rồi, tốt luôn cho chó. Đúng rồi, tốt cho chó đi. Được rồi phải không? Rồi, rồi, con thử cái quần coi. Ừ. Thôi, được rồi. Hên quá, còn lo cái si màu xanh nè, rồi tao uống được rồi, ok. Trời ơi, lấy của tao luôn rồi, đi. Ok anh em, tụi tôi đã gom hết tất cả những cái món đồ màu xanh dương ở trong nhà ra rồi. Bây giờ team sẽ lấy cái này đi bán ve chai, kiếm tiền mua đồ, ăn màu xanh về, chẳng cho anh em coi review luôn. Gì nữa? Mấy ve chai người ta thường mua đồ nhựa, chứ mua cái này làm gì? Thì cái này cũng là nhựa nè. Cái này cũng là nhựa nè. Nhựa nè, nhựa nè. Thôi mày gọi cái này ra lỡ cái dao quýnh mày mập mình nữa. Cái này mới gọi là nhựa nè. Rồi, thấy vô. Má. Ê Đức, có cái này màu xanh à? Lấy về luôn đi. Ừ. Chủ ATM. Mày cũng biết đâu lấy nữa. Sao lại được? Chị. Chị. Vô sức, vô sức. Tôi gắn trong đây luôn rồi. Vậy thôi. Lấy cái này đi cho nó dễ. Ủa Đức, có bạn tham gia thử thách màu xanh với mình kìa. Wow, gì à? Đâu, ai đâu? Xanh xanh. À, vậy là có người tham gia thử thách màu xanh chung với tụi tôi rồi. Đây. Hôm nay rất là vui khi chị bận áo màu xanh chung với đám tụi yeah. Em. Cái này chơi sao chị? Chết rồi. Mua làm sao có tiền mà mua. Ủa sao này để 299 mới đi bán về chai được có 20 mấy ngàn à. Cũng như tay của chị cũng có màu xanh đó. Có cái quần màu xanh đó là được rồi. Thôi, đẩy quá bạn. Nó đổ gì không đổ. Cái gì gái hả mày. Ở đây ai bận đồ màu xanh giơ tay lên. Chúng tôi lại phát hiện thêm đồng nghiệp đang đứng bán trong đây. Thì bây giờ team sẽ đi qua coi những người ăn đồ màu xanh. Đây, màu xanh này, ăn thử đi. Cái này muốn gì hả chị? Bỏ bị ngay nước luôn, đọc y chang cũng tiền luôn. Ủa sao có màu đen với màu vàng vậy? Tại có nho đen với nho vàng. Nho đen hả? Đen nó giống như con trắng. Trắng túi đen nó đen. Con trắng nó vàng. Là sao? Chị ơi, bây giờ chị có bận áo màu xanh giống tụi em vậy, chị có thể tham gia thử thách cùng đồ màu xanh với tụi em đúng rồi. Này chị thấy nguyên cái màu xanh rồi, không hả? Có không anh Đức? Cái tim này một cá là ăn hết. Đúng rồi, đúng rồi. Má vừa má ơi, anh có mua. Bây giờ bạn ăn xong mà có mua không? Không. Đó.
trời. Đúng rồi. Trời. What? Ôi, đợi lại luôn á. Đúng rồi, còn cái nữa. Tốt. Khoái hả? Cái này ăn no luôn á. Này bỏ sữa. Cái này ăn được. Bỏ sữa. Này đâu có dành cho con người đâu. Sao sẽ... mua được? Cho con mẹ ăn. Ừ. Bộ tim, bộ não. Trong quán ăn cũng được. Ok, tôi được. Lại phát hiện thêm một cái đồng nghiệp mặc áo xanh. Hồi nãy là ăn rồi nha, bây giờ là tới uống. À, cái này là Pocari đúng không? Pocari. Pocari hả? Ủa, em được luôn. Là vận động viên là bù nước. Ủa, cái này ngon á. Cái này đem về nhà được nè. Rồi lấy cái đó luôn đi. Ok. Vậy thì tôi sẽ mua một cái. Thôi không mua cái này. Mua cái này. Em mua cái này nha chị. Oh shit. Woo. Ok anh em, hiện tại thì tôi vừa mới mua tất cả đồ ăn màu xanh về rồi nha. Woo. Ủa, thằng này bị ngáo hả? Mình quá cái này quay cho mát em ơi. Đúng rồi. Tiếp hơi nóng. Tiếp khắc nghiệt. Thất ngáo được. Sống rồi. Ok anh em, thì cái thành phần clip hôm nay đó chính là có nước bổ sung Orion Bocari, bánh xì nách màu xanh và nước ngọt màu xanh luôn nha anh em. Đặc biệt hôm nay tôi có mua một thẻ Mentos về, tôi sẽ lấy pha chung với nước ngọt có ra thử coi nó ra như thế nào. Ui. Coi nè. Làm gì vậy? Ồ, đem lấy tóc bên ngoài. Ồ, tóc tướng rồi. Ngộ quá. Vẫn quên cái dài cộng rồi. Bây giờ sẽ tới lượt tôi. Ủa? Sao nó không sợ vậy? Không sợ nhưng mà cái tóc nó giật hết rồi kìa. Bây giờ tới được em. Ok, tỉnh qua bây giờ sẽ cưới nước ngọt uống. Trời, rất là thơm luôn nha anh em. Quá đẹp quá. Nước này nó màu xanh lá cây nha. Ủa quên, màu xanh dương. Ủa? Ly này sao còn có xíu ạ? Đúng rồi, có một lon chớ ra 4 ly thì tới ly mày còn gì đó là đúng rồi. Ý kiến. Trời mới. Ngon rồi. Ừ. Rồi, 1, 2, 3, vô. 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 Ok anh em, bây giờ tôi sẽ thử lấy một viên Mentos. Bỏ vô. Đó, tôi lấy ra 3 viên Mentos nha anh em. Bây giờ tôi sẽ thử bỏ vô cái lon nước ngọt này. Có cô ga làm được. Không biết nước mẹ làm được không. Ủa sao không thấy gì hết trơn vậy? Thôi chế thử coi. À, chắc tặng cái ly này nó không phải. Ủa sao mày bỏ thêm 3 viên xong nữa. Nó hết sủi rồi. Mấy giờ nữa là anh chứ. Ủa lửng lửng nhiều chuyện nè. Ủa sao tự nhiên bây giờ nó sủi rồi ta, hay là phải bỏ vô coca mới được? Tôi cũng không biết nữa. Ok, tôi quyết định cờ lép sắp tới tôi sẽ thử lấy coca bỏ vô Mentos coi thử như thế nào. Bây giờ không nói nhiều lòng vòng nữa, bây giờ bắt đầu tham gia thử thách rồi. Trời, kem đánh răng hiệu The Mát Bạc Hà hả? Anh em ơi, với cái tiếp kem đánh răng này tôi vừa mới nghĩ ra cái trò chơi rất là kinh dị. Đó là tôi sẽ lấy cái này, tôi sẽ vòng tròn. Nếu như mà chỉ anh nào thì người đó sẽ bị. Người bị đầu tiên sẽ ăn kem đánh răng. Người bị tiếp theo thì sẽ lấy kem đánh răng thoa lên nách. Người nào thua nữa sẽ lấy kem đánh răng thoa lên đầu. Người cuối cùng chiến thắng sẽ không bị gì hết. Ok, bắt đầu. Ok anh em, bây giờ tôi sẽ ngồi ra 4 góc. À, quay ngồi rộng ra. Yêu cầu cái chơi chó với mọi người. Rồi, anh định quay đi. Rồi, nếu như quay hướng này là bị anh quay nghe, hướng này bị tôi rồi. Vô, 1, 2, 3, quay đi. Bị tiễn nhập qua đó thì cái vỗ của em. Em bị vậy là em nhẹ rồi đó. Bị càng về sau càng căng đó nha. Càng là... Cho tao thấy đàng hoàng. Rồi, vỗ lại đi. Bây giờ anh sẽ ăn kem bánh răng. Ôi, đẩy thả cao. Cao thì là đẩy cao. Đẩy cao, cao. Cầm thấy không? Cầm thấy chưa? Chưa, cao lên xíu nữa. Chưa thấy, chưa được. Cầm chưa thấy, chưa được. Cầm thấy. Ừ. Yeah.
Tiếp tục vòng 2, vòng này ai mà bị là sẽ lấy kẹp đánh răng chét vô trong đó. Ok, rồi anh Tú sẽ quay. Hả? Chuyện gì nữa? Bơ là chét một bơ. Chét một bơ thôi, không có đủ kem bơ đâu. Rồi, 1, 2, 3. Mình quá, mình chắc kẹp cho nó đỡ rồi đó, ngồi đầu em. Vô làm gì em? Bên đâu, bên nào cho chọn. Rồi. Bên đây nè. Rồi. Vô làm gì em? Ôi. Thôi để nó tự xử. Thôi. Để nó tự xử. Trời. Trời nó phải nhảy luôn anh em. Trời nó phải nhảy. Trời ghê quá. Trời đầu tiên tôi đánh răng luôn anh em. Trời ơi sẽ nữa. Mấy nhảy quần luôn này. Kính thưa quý vị, quan viên hai họ bây giờ sẽ tiếp tục tới vòng chung kết. Người nào thua sẽ lấy kem đánh răng gội đầu. Cuộc thi bắt đầu. Đó, đi lên bàn quay. Đó. Tại vì cái số ăn ở đó anh em. Bây giờ anh quay cô tay nha. Trời nước chứ là. Bây giờ anh quay anh sẽ tạo bột cho anh em. Cầu đi, không rớt xuống rồi. Đúng rồi, anh em vô. Rồi, rồi. Cái đánh răng gội đầu, thơm dở lắm. Thơm lên luôn. Mà không biết lát anh Quang có bị rụng tóc không nữa. Không biết có không ta. Chắc không đâu, cái đánh răng mà. Đánh răng luôn. Mấy đánh răng luôn, mấy đánh răng luôn bạn. Chưa nứt. Đúng rồi. Thử thách quá ghê anh em. Ê, tính ra ba thằng tụi mình đều bị hại hết. Thằng Tuấn nó khỏe quá vậy. Ừ, cho nó hại chứ. Ờ ha, tự nhiên ba người lớn, nó nhỏ, anh không bị hết, anh mất sợ. Con nó kìa, nó lịnh lỏi ra. Bây giờ, ba anh em mình đổ đầy nước vô mấy cái bọc bóng, dụ nó ra đây, ốc đầu nó. Con nói em đang chuẩn bị luôn rồi. Đúng rồi, trời nó, đụt, hay quá. Ok, giờ đợi đi, chuẩn bị, chúng ta sẽ chuẩn bị. Anh sẽ nặng thêm cái bánh răng vô. Sao nặng từ sớm đi. Bí mật, ủa trong đây là vừa có nước mà vừa có kem đánh răng luôn nha anh em. Đã rất là căng nóng luôn. Anh em ơi, ba anh em của tôi đã là con bé bốc nước rồi nè. Bây giờ tôi sẽ dụ quần Tuấn ra. Tôi, tôi. Con Tuấn. Tuấn. Cái đây coi con cá nó mới thẻ lẹ. Thẻ lớn. Cá này nè. Cá trong hồ nước nè. Đó, dồn vô. Nè, đây nè, đó nè. Trời ơi. Cái gì vậy? Tao nó hít gì? Ủa? Nó hít cái gì vậy? Để em đưa mặt em vô, em mở ra coi. Con nó có bị nghẹt không? Mở tay ra. Không, 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 để em coi cái. Đăng ký tên ngoài tích tôn đi cho anh em. Bye bye. Hẹn gặp lại sau chứ.